Cái này của anh nó sẽ được lưu chuyển. Còn em ơi, cái quyền lợi của anh em thôi, đứa nào không làm có vấn đề thì anh không chịu trách nhiệm nhá. Bảo thế rồi. Con này của anh để đâu? Có hai. Anh giả chưa đổ ngon đấy. Hình như anh đến đây một lần rồi ạ. Ủa là của em đúng không? Không phải. Con này 128 à anh? 128 à? Ram ạ. Sao không ngủ cứng? 240. Ai dạ? Chơi sang đấy 240, ngày xưa chắc lấy cũng phải 48 rồi. Chặn số. Đấy, có chế gì đâu, chuẩn nó luôn. Lần trước là mình là thầy con Lenovo rồi. Con bán rất theo thầy chế rất đẹp. À, tôi nhớ rồi. Ở bàn kia đúng không anh? Con của anh cũng ở trên mạng, lưu truyền rồi. Chế rất đẹp. Con dòng này thì không chế rồi anh ạ, vì nó toàn bằng sắt. Chế cái gì rồi ạ? Anh nhìn xem. Chế kiểu gì? Không đúng của nó thì không giờ chạy được. Nấc nào nó ra. Thế tốt. Không phải máy Mac, nó chỉ linh kiện chuyên một cái thôi, nó không lắp chung với thế nào cả. Nên đặt nó dễ, vì nó chỉ có ít đời thôi anh. Một năm nó chỉ ra vài đời, bao năm nó chỉ thay đổi cấu hình bên trong thôi, cái thiết kế quạt nó thế. Này, nhìn này, được. Em giúp. Mới phải em rồi. SD nó chạy nhanh, khởi động vèo hay sao? Đánh ba đi. Quay. Nhanh. Con PC mốt SD chạy không nhanh gì. Lấy tốc thường. Mốt SD nó khá lên tí rồi nhưng không hiệu quả rõ. Nếu anh nắp SD hiệu quả rõ rệt luôn. Từ cách từ nó sử dụng ứng dụng nó nhanh hơn, hiệu quả rõ rệt. Áp lực khởi động trong vài giây. Vài giây nhưng mà mấy con Asus đời mới chạy M SATA nhỉ? Có anh ạ. Mấy con Asus ZenBook nó chạy M SATA. Mấy con cháu em có này, em có một M SATA này.